Hello, chắc hẳn là các cái anh em mà đầu tư bất động sản cũng rất là đau đầu khi mà mình coi các cái tin và tin đăng bất động sản trên mạng. Vậy hôm nay hãy cùng Hiệp kiểm tra một số cái tin mà các bạn đăng ở trên cái trang những cái trang bán bất động sản, ví dụ như là bấtđộngsản.com và Chợ Tốt như thế nào, để cùng rút ra bài học kinh nghiệm nhé anh em. Let's go. Xin chào tất cả các anh em quay trở lại kênh của Hiệp. Thì trong cái video ngày hôm nay, Hiệp sẽ chia sẻ cho các anh em những cái kinh nghiệm để làm sao mà tránh mất thời gian nè, đỡ bị spam nè. Và đôi khi mình đang nhắm vào một cái thị trường nào đó, nhưng mà bây giờ cái thị trường đó nó quá nhiều thông tin đi, đặc biệt ví dụ như là thị trường bất động sản Phan Thiết quá nhiều thông tin đi, thì bây giờ anh em không biết cái thông tin nào đúng, thông tin nào sai, và nó sẽ làm cho anh em cảm thấy rất là bối rối. Và đặc biệt là những cái anh em mà chưa có đầu tư nhiều ở những cái nơi xa thì lại càng bối rối nhiều hơn, bởi vì những cái người mà đăng tin nó không có được chính xác thì họ đánh vào cái tâm lý của anh em như thế này. Hiệp ví dụ cụ thể cho anh em mình dễ hiểu ha. Ví dụ như là một cái lô đất ở một cái vị trí A nào đó, Hiệp hoặc là một số anh em mà làm ăn chân chính thì sẽ báo cái giá khu vực đó là 10 đồng. Nhưng mà khi mà anh em trước khi vào Phan Thiết mua, hoặc là trước khi anh em xuống tiền, thì anh em sẽ check ở trên mạng đâu đó, hoặc là mình ở nhà ở xa thì mình sẽ check ở trên mạng là khu A, khu B này giá bao nhiêu tiền để mình kiểm tra sẵn. Thì đây là một cái việc là hoàn toàn chính xác, Hiệp khuyến khích anh em làm cái chuyện này. Tuy nhiên vì cái người mà đăng tin gian dối á, họ hiểu được cái hành vi này, cho nên là họ sẽ đăng một cái tin cũng cùng ở vị trí A y chang như Hiệp, nhưng mà giá nó là cực kỳ thấp luôn, nó chỉ có một nửa giá so với cái giá thị trường thôi. Và hiển nhiên hầu hết những anh em mà đang kiểm tra giá sẽ thấy một cái tin này nó quá đặc biệt đi, vị trí nó ngon, nó tiềm năng, nó mô tả rất là ok luôn, thì mình sẽ chọn vào đó. Và có hai trường hợp xảy ra. Cái trường hợp thứ nhất là anh em sẽ không có gọi điện, nhưng anh em có cái niềm tin, anh em bị gieo vào trong đầu mình là cái khu vực đó là cái giá đó. Thì những cái anh em mà chưa có kinh nghiệm nhiều thì sẽ thường bị dính cái chuyện này. Còn cái trường hợp thứ hai là các anh em sẽ gọi điện vào cái số này, thì khi gọi điện vào số này thì hầu hết họ sẽ có những cái lý do A, B, C từ chối hoặc hướng anh em qua hướng khác, và bắt đầu theo đuôi, bám đuôi spam anh em, bởi vì mình đã gọi tới rồi, họ có lý do để họ gọi cell phone cho mình, và cell phone. Và đây là cái cách để mà lấy traffic. Nhưng riêng đối với Hiệp thì những cái hành vi này Hiệp sẽ từ chối các bạn đó, và không bao giờ Hiệp tiếp những bạn đó, bởi vì Hiệp luôn quan niệm rằng những cái bạn đó đã làm ăn nó thiếu chân chính từ đầu rồi, Hiệp sẽ không hợp tác. Và những cái bạn mà coi video Hiệp, thấy cái video này và các bạn đang có cái hành vi này, thì các bạn cũng đừng bao giờ kết nối với Hiệp, bởi vì Hiệp sẽ không làm việc với cái kiểu làm việc của những người có cái cách làm như thế này, nó không phù hợp với Hiệp. Hiệp xin phép được từ chối các bạn nhé. Hiệp nói thẳng luôn, các bạn, đây là cái cách làm của các bạn, nó không có phù hợp, thì chúng ta không cần phải hợp tác với nhau, bởi vì quan niệm sống nó không đúng, không có giống nhau. Và hôm nay Hiệp là một ngày cuối tuần, Hiệp có lướt để kiểm tra một cái số thông tin, và bởi vì Hiệp cũng là một nhà đầu tư, Hiệp thực sự là một nhà đầu tư, cho nên Hiệp muốn coi các cái thông tin ở đây và có những cái lô đất nào tiềm năng. Nhưng Hiệp biết chắc rồi, những cái thông tin trên này là coi 1000 tin thì chưa mua được một bất động sản, bởi vì Hiệp làm bao nhiêu năm Hiệp toàn thấy như thế, cực kỳ hiếm mà để mua, như là gọi là mò kim đáy bể. Và hôm nay Hiệp lướt chính xác trên trang Chợ Tốt luôn nha anh nha, anh em nha. Hiệp sẽ đọc những cái tin này cho anh em coi thử xem nó như thế nào nè. Hiệp đang đọc tin ở trên Chợ Tốt nè. Đất sân bay Phan Thiết 1000m2 thổ cư 400m2 giá 2 tỷ. Nếu bạn nào đăng cái tin này thì Hiệp chỉ là đọc ở trên mạng, và bạn nếu đây có thể cho bạn một bài học thì Hiệp nghĩ là tùy bạn mà thôi. Nhưng mà cái tin này là thực tế nè anh em nè, Hiệp đọc chính xác cho bạn anh em coi, là đường Hồ Quang Cảnh, xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, cần bán gấp lô đất đường Hồ Quang Cảnh ở xã Thiện Nghiệp, vị trí đất trên mặt tiền, chữ mặt tiền viết hoa nha, mặt tiền đường Hồ Quang Cảnh, xã Thiện Nghiệp, đường chính ở Phan Thiết, cách sân bay 3 km, cách biển 5 km, khu dân cư hiện hữu, diện tích là 1000m2, 350m thổ cư. Thì bây giờ Hiệp chưa gọi điện cho, chưa biết là tại sao ở trên bạn có tiêu đề là có 400m thổ cư giá 2 tỷ, nhưng ở dưới bạn ghi là 350m thổ cư. Vậy mình sẽ cùng tìm hiểu trong một vài phút tới, Hiệp sẽ gọi điện luôn để cho mọi người biết như thế nào. Mua đầu tư xin lời cao, bao giấy phép xây dựng pháp lý rõ ràng, sổ hồng chính chủ, giá bán 2 tỷ có thương lượng, và số điện thoại. Chiều ngang của mặt tiền này là 20m, đặc điểm đất là mặt tiền, giá là 2 triệu mét, loại hình là đất thổ cư, chiều dài là 50m. Đây là các cái thông số ở trên Chợ Tốt. Bây giờ Hiệp sẽ gọi vào cái số này thử xem các bạn đó đang bán cái lô đất này như thế nào nhé.
Và Hiệp xin phép là không đọc số điện thoại này. Anh em muốn tìm thì cái thông tin này nó public mà, nó công khai trên mạng, nhưng mà Hiệp sẽ không có đọc cái số này, anh em thông cảm. Không biết như thế nào, có khi nào mua được cái lô đất này em ta giá 2 tỷ rồi mua ngon á, Hiệp sẽ mua luôn. Nếu mà bán 2 tỷ thì sẽ mua luôn. Hôm nay đặt cọc luôn cho bạn. Còn được thương lượng nữa, 2 tỷ cũng được thương lượng, 350 mét thổ cư, mặt tiền đường nhựa, giá này thơm, ngon lắm. Đang reo mà không thấy bạn à. Nếu không thì Hiệp sẽ kiếm một cái lô khác đại loại như vậy, và Hiệp sẽ hỏi các bạn này có thật hay không. Nếu có thật thì mình sẽ gặp nhau, mình kiểm tra xong rồi mình sẽ tiến hành mình giao dịch luôn, bởi vì cái giá này đầu tư tốt mà. Có lẽ là hôm nay là ngày cuối tuần, các bạn sale nghỉ, có thể là như vậy. Bây giờ Hiệp sẽ gọi lại thêm một lần nữa để coi cái lô đất tốt thì mình phải nhiệt tình mà mình mua. Đấy. À, Hiệp cũng bị rất là nhiều lần cái chuyện này nha anh em nhé. Tức là các bạn này sẽ lấy một cái sim nào đó, sẵn Hiệp chia sẻ luôn cái câu chuyện, đây là kinh nghiệm thực tế của Hiệp. Và các bạn này sẽ lấy một cái sim nào đó gọi là sim khuyến mãi, và các bạn đó sẽ không bao giờ bắt máy đâu. Và tất cả các số máy gọi vào cái sim này thì bạn sẽ biết là cái số này đã coi tin ở đâu và họ quan tâm đến lô đất nào. Bởi vì Hiệp ví dụ như thế này, bạn đó rao một cái lô đất nào đó ở đâu không cần biết, Hiệp đặt nó là một vị trí C đi, và bạn rao lô đất ở vị trí C với cái số điện thoại này, rồi bạn lại rao lô đất ở vị trí D, không nhấc máy, bạn rao một cái lô đất ở vị trí D với một cái số điện thoại khuyến mãi khác, và bạn cứ để cái điện thoại ở nhà thôi. Rồi sau cuối ngày về bạn sẽ tổng kết được là có rất là nhiều người gọi vào cái số nào. Ví dụ số C tức là người ta sẽ quan tâm đến đất của cái khu vực C bạn đăng. Rồi cái sim ở bên khu vực D thì người ta quan tâm đến chỗ đó. Rồi lúc đó bạn sẽ tha hồ chào hàng khách hàng, lấy traffic một cách rất là dễ dàng luôn. Đó, đây là một cái cách để lấy. Nhưng mà nói trước với anh em là Hiệp không bao giờ làm với cái cách kiểu này. Đây nó không phù hợp với lại tiêu chí làm việc của Hiệp. Hiệp chỉ chia sẻ cho anh em là như vậy thôi. Đôi khi mà anh em vô tình người ta gọi tới, người ta biết là mình đang quan tâm đến lô đất đó, thì mình không cần phải hỏi tại sao nữa, vì Hiệp giải thích cho anh em rồi, đúng không ạ? Rồi bây giờ Hiệp sẽ kiếm một cái lô đất thứ hai. Hiệp coi cái lô đất rồi, mấy nãy phải chụp ảnh lại rồi sợ quên á. Bây giờ cái lô đất thứ hai này Hiệp sẽ coi như thế này, Hiệp cho anh em coi luôn nha. Lô đất view biển đẹp nằm sát biển Hòa Thắng, 900 triệu cho 4.800 mét, đường DT716 Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, Bình Thuận. Dự án đất view biển đẹp mê người, giá rẻ sập sàn, giá cả ưu đãi. Thông tin chi tiết: lô đất nằm ở gần biển Hòa Thắng, nằm trong quy hoạch lên đất thương mại dịch vụ, xung quanh không có gì ngoài khu du lịch biển, cách biển 50 mét. Anh em ơi, cách biển 50 mét là hot á. Nằm sát ngay mặt tiền đường Hòa Thắng, Hòa Phú, cung đường đẹp huyền ảo, đã có sổ pháp lý rõ ràng, liên hệ ngay để được giá rẻ. Vị trí đẹp miễn chê, liên hệ và xem quy hoạch ạ. Nhấn số điện thoại. Thì Hiệp xin giải thích cái này trước khi gọi điện. Thứ nhất là 4.800 m², tức là 4 sào 8 ở miền Nam, gần 5 sào với giá 900 triệu thì nó rất là rẻ, chỉ khoảng 200.000 một mét vuông, chưa tới 200.000 một mét vuông thì rất là rẻ. Thứ hai nữa là cách biển 50 m, và cách cái đường DT716, tức là cái đường Hòa Thắng, Hòa Phú á, là sát ngay mặt tiền đường Hòa Thắng, Hòa Phú. Thì cái cụm từ sát ngay của bạn thì mình không rõ là như thế nào, bởi vì cái đường Hòa Thắng, Hòa Phú và cái biển á, nó hai cái vị trí này cách nhau cũng khá khá. Đương nhiên là nhìn thấy biển, nhưng mà để sát mép biển là không dễ đâu, cũng xa đấy. Nhưng mà bạn rao là cách biển chỉ có 50 m mà lại sát ngay mặt tiền đường Hòa Thắng, Hòa Phú thì nó cũng hơi là khó. Cái điều nữa là cách biển chỉ có 50 m mà giá là chỉ có 187.000 một mét. Ở đây ở trong chợ tốt được một cái là họ sẽ tính ra cái mức giá mét vuông cho mình luôn anh em ạ. Thì 187.000 một mét vuông thì nó rất là rẻ. Bây giờ Hiệp sẽ gọi điện thử xem bạn này nói thế nào, anh em cùng theo dõi nhé. Mà nếu mà được thì Hiệp mua luôn, chứ không phải Hiệp gọi chỉ chơi thôi. Nhưng mà nếu thông tin của các bạn này đúng thì Hiệp mua luôn, vì giá này đầu tư thoải mái luôn. Rồi để cho Hiệp bấm nha, và Hiệp cũng sẽ không nói số của bạn này ha.
Rồi Hiệp sẽ mở ra ngoài. Hy vọng rằng bạn này sẽ bán được một cái lô đất và số Hiệp. Cái số Hiệp có thể là may mắn mua được cái lô đất tốt thì sao, đúng không ạ? Và nếu mà Hiệp mua đất này xong rồi Hiệp sẽ chỉ cho anh em mua cái lô đất tương tự như thế này nếu có. Còn hàng 6 nha. À, em ơi cho anh hỏi là em có bán đất ở Hòa Thắng hả em? Anh thấy có cái tin em đăng là 4.800m mà 900 triệu cách biển 50m đó em ạ. À, xã Bể Kèo, đó là thằng đúng rồi. Ừ. Thì... ở trên Chợ Tốt đúng không em? À, đúng rồi, anh coi trên Chợ Tốt đó em. À, đúng rồi, thì hiện tại bên em đang phân phối đất ở cái biển Hòa Thắng thôi nha. Ừ, thì cái này em nói là có sổ, có đồ hết mọi thứ mà đất được quy hoạch thương mại dịch vụ hả? À, dạ, anh ơi, hiện tại là đất bên em đã phân phối tất cả pháp lý đàng hoàng rồi á. Cái khu đất này đang nằm trong khu thương mại dịch vụ. Ừ. Thì mình ừ. Dạ. Là cách. Ừ, nhưng mà em cứ cho anh hỏi chi tiết cái đã rồi cái gửi thì tính sau em ha. Tức là đất mình là một là đã có sổ rồi đúng không? Ừ, chắc chắn rồi. Ừ, cái thứ hai nữa là cách biển là 50 mét thì anh cho tối đa là gấp 3 lần đi 150 mét đổ lại thôi là được dạ, đúng không? Có, anh dạ. Có không? Đúng không? Dạ có, anh ơi, có. Ừ, cái thứ ba là có đường đi vào không em? Dạ, hiện tại bên em đang làm, đã làm cho tất cả các lô đất đi vào hết rồi anh ạ. À, đường rộng bao nhiêu mét em? Dạ, 8 mét em ơi. Đường rộng 8 mét. Rồi dạ. 4.800 mét thì có 900 triệu đúng không? Dạ, hiện tại thì cái lô đấy bên em đã bán rồi ấy. Ơ, ờ, chứ nãy giờ em chỉ anh lô nào thế? À, bởi vì là bên em là không phải là có bán lô đấy, là bán rất là nhiều lô đấy anh ạ. Thì là em đang nói là những cái lô mà bên em bán sát biển anh. À, dạ, thì cái lô em đăng này cũng sát biển mà, 50 mét là sát biển đấy. À, dạ đúng rồi, anh ơi, thì em đăng bên cạnh là có cái hàng mà mua đã thành công rồi nha. À, mua liền hả? À, dạ vâng ạ, thì bởi vì là cái lô này cũng gọi là có, cũng không phải gọi là đẹp lắm nhưng mà nó đã rẻ, nhưng mà bây giờ em vẫn có với cái lô đó đó. Cũng đẹp lắm, khai biển luôn, thì những mình vẫn có cái biển diễn có đẹp cho anh xem. Không, anh phải coi trước được á thì anh mua luôn rồi chứ không cần phải xem nữa. Anh ra anh coi đủ pháp lý, một là sổ, hai là đường giống như em nói, ba là cách biển 50 mét, thì bây giờ anh cho 150 luôn, gấp 3 luôn thì anh mua luôn. Dạ. Dạ vâng, thì nếu anh có thì hiện tại anh ở thành phố Hồ Chí Minh anh nhỉ? Anh ở Hòa Thắng luôn, anh dân Phan Thiết, anh dân Bình Thuận luôn đấy. À, thì anh biết được không? Ngay em cái lúc đó em phải ngay ở cái đường cũng được Hòa Thắng Hòa Phú, ngay biển Hòa Thắng luôn á. Biển Hòa Thắng nó dài lắm, chỗ em chỗ nào? Ừ. Ừ. Anh Bình Thuận anh biết địa giới hành chính, yên tâm. Mừ. Dạ. Thì để cái đấy anh sẽ có cam kết với là có sổ đỏ pháp lý rõ ràng và trong cái khu thương mại dịch vụ luôn đó. Thì nếu mà anh là người đầu tư cho em cũng biết thôi. Ừ, nhưng mà đất em là một là có đường ở trên sổ không? Dạ, đất bên em là có đường anh ạ. Có đường thể hiện trên sổ luôn đúng không? Có. Dạ, đúng rồi. Và đất em hiện tại là đất gì? Đất trồng cây lâu năm, rồi bao nhiêu cái bây giờ cái lô 4.800 bán rồi thì bây giờ cái lô bên em là lô bao nhiêu mét rồi bao nhiêu tiền? Dạ, bên em có từng lô từ 1.000 đến 7.000 mét luôn anh ạ. À, một khu là từ 1.000 đến 7.000 mét thì giá nó như thế nào? À, và hiện tại bên em á thì cái lô kia đã bán rồi, thì còn cái lô mà giá cỡ 900.000 mét vuông đến 2 triệu mét vuông đều có anh ạ, thì có thể thương lượng giá cả đó anh. Em nói lại gì mà anh cho nó anh nghe rõ. À, dạ vâng ạ, bởi vì là giá bên em á, cái giá ở Hòa Thắng á là giá được 900 ngàn đồng đến 2 triệu mét vuông, có thể thương lượng giá cả. À, 900 ngàn tới 2 triệu 1 mét. Dạ, chứ còn cái lô mà 187 ngàn 1 mét là không có. Dạ, đúng rồi, anh ơi, thì cái lô đấy là cái lô mà cũng gọi là không phải là đẹp lắm. Cái lô mà nói, cái đang muốn giới thiệu với anh nhất là cái lô đẹp là 900 ngàn. Không, 900 ngàn. Anh thấy 180 ngàn là đẹp, bởi vì giá đó nó đẹp. Ừ, cái lô đó nó cũng nằm cái khu em chứ gì? Dạ, đúng rồi, nó nằm ngay ở xã Hòa Thắng, ở cái biển Hòa Thắng á. Ờ, rồi thôi, anh cảm ơn em nha. Ờ, rồi, anh chào em. Ừ, rồi, thôi, được rồi. Ờ, anh cảm ơn em ha. Ừ. Thì bài học ở đây là gì anh em? À, mình không có phân tích về cái bạn này nhiều, nhưng mà mình chỉ phân tích các cái kiểu, cái cách làm như thế này. Là mọi người sẽ đăng một cái tin này thì tồn tại hay không thì Hiệp không đánh giá là cái tin này nó có thực hay không, nhưng mà một cái là
cái tin này giá nó rẻ, rẻ bất ngờ. Và khi mà mình gọi tới thì anh em hiểu cái chuyện gì đã xảy ra rồi đúng không ạ? Thì sẽ không phân tích nữa. Thì cái mục tiêu của cái việc đăng tin này là tạo cái sự thu hút. Khi tạo cái sự thu hút, mọi người quan tâm, và khi mà ai quan tâm đất thực sự thì họ sẽ gọi tới cái chuyện này. Thì đó là cái lý do. Vậy thì thông qua cái video này thì Hiệp giải thích cho một số cái anh em là trong cái quá trình mà anh em đi xem bất động sản ở trên mạng á, anh em hay gọi cho Hiệp lắm, gọi nhiều lắm. Nhưng mà Hiệp có một cái chia sẻ như thế này đối với anh em nè. Trước khi gọi cho Hiệp thì Hiệp không có biết cái bạn đó đăng tin, anh em đọc cái tin nó như thế nào ở đâu đâu. Cho nên là Hiệp sẽ rất là khó mà trả lời chính xác cho anh em được ngay lập tức. Cho nên là anh em khi mà coi một cái tin nào đó mà mình thấy những cái dấu hiệu kiểu như thế này thì anh em hãy gọi cho bạn đó, gọi cho cái bạn bán luôn và yêu cầu bạn giải thích những cái tiêu chuẩn của anh em, những cái tiêu chí nào của anh em. Thì khi mà bạn giải thích mình thấy hợp lý thì mình lại tiến hành cái bước tiếp theo là kiểm tra và xác minh. Thì có rất nhiều cái cách kiểm tra xác minh khác nhau, nhưng cái bước đầu tiên mình hãy kiểm tra xác minh bằng cách gọi trực tiếp cho cái bạn sale đó luôn. Thì anh em sẽ biết là bạn sale đó đăng cái tin này nó còn tồn tại hay không, nó có đúng hay không, hoặc là cái tình huống gì xảy ra. Y như Hiệp vừa mới gọi, đơn giản vậy thôi, thì anh em sẽ có câu trả lời. Đôi khi không cần Hiệp phải giải thích chính xác cho anh em. Cái điều thứ hai là khi mà anh em không gọi mà anh em gọi cho Hiệp, Hiệp chia sẻ cho anh em á, thì anh em sẽ bị xung đột về thông tin. Bởi vì sao? Hiệp nói là cái giá đó nó không tồn tại trên thị trường, bên em không có giá đó anh ạ. Còn mọi người thì coi là rõ ràng ở bên này nó cam kết là có giá đó, anh cứ đi ra xem đi, pháp lý của em mọi thứ nó rõ ràng, đường xá của em rõ ràng, em là công ty buôn bán nó tử tế lắm anh à, anh cứ yên tâm, anh cứ đến xem đi. Thì cũng giống như cái kiểu mà anh em trước đây có hay có biết cái vụ là ở thành phố Hồ Chí Minh á, là đăng tin là đất ở quận 9 hoặc là nhà bè gì đó, đất phân lô, đất nền rất là đẹp, rồi có giấy tờ, có đủ hết mọi pháp lý hết, đầy đủ hết, rồi hẹn anh em cuối tuần lên xe đi coi. Mà khi lên xe đi coi thì họ đâu có chở tới cái lô đất vị trí đó đâu, họ chở anh em tới Bình Phước, tới Long An, tới cái chỗ rất là xa. Rồi xong sau đó nó thì chở mọi người đi tham quan, rồi ăn uống xong rồi đi về, đâu sao đâu, anh em thích mua rồi mua. Nhưng mà cái kịch bản đó lên xe họ là sẽ đã làm cái gì, rồi cái cách chốt sale như thế nào, cái cách tạo hiệu ứng cánh bướm như thế nào, thì Hiệp đã phân tích ở trong cái chuỗi video là lừa bất động sản. Anh em chưa coi có thể quay lại đó coi. Nhưng trong cái ngày hôm nay Hiệp muốn chia sẻ là những cái thông tin đó, những cái thông tin mà ảo đó nó dễ dàng thu hút những người khác. Và khi chúng ta không có check những cái thông tin này thì chúng ta rất là dễ bị lậm vào trong đó. Và khi hỏi Hiệp, Hiệp xin nhắc lại một lần nữa, khi hỏi Hiệp thì Hiệp sẽ đưa ra một cái thông tin nó ngược chiều lại, thì anh em sẽ bị xung đột về mặt thông tin. Mà khi xung đột về mặt thông tin thì khả năng đầu tư nó sẽ rất là kém. Bởi vì sao? Bây giờ không biết nghe ông Hiệp hay là nghe bên này nó công ty nó cam kết rõ ràng. Còn ông Hiệp ông nói là em làm bất động sản, em cũng công ty mà, nhưng mà em không có những cái loại đất như thế này, nó không tồn tại, hoặc là em không tham gia vào cái này. Và đặc biệt thì thường Hiệp sẽ nói là nó không tồn tại anh ơi, em không có cái sản phẩm này. Ví dụ vậy thì anh em sẽ không biết là mua cái ông nào. Và khi Hiệp nói là cái sản phẩm tương tự này bên em thì giá nó phải gấp đôi, thì anh em sẽ gì? Sẽ không biết là nên mua ai. Và anh em sẽ bị rối. Và lúc khi bị rối thì hầu như hết là mọi người sẽ có một cái quyết định là thôi khỏi mua luôn. Khỏi mua luôn thì cơ hội nó sẽ bị dễ dàng bị trôi qua. Bởi vì sao? Anh em không mua chỗ này thì mua chỗ khác, ok rồi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái vị trí nào nó đáp ứng được cái nhu cầu của mình, cái tỷ suất sinh lợi của mình nó tăng, cái chỗ này nó tốt hơn cái chỗ kia, thì mình mới là nhà đầu tư thực sự, mình mới đáng để đầu tư, đáng bỏ công sức và tiền bạc vào thời gian nữa, đúng không ạ? Chứ còn nếu mà mình mua ở đâu cũng được thì còn không còn là đầu tư nữa rồi. Thì hôm nay thông qua cái video này thì Hiệp chia sẻ là anh em cứ check cái thông tin một cách thoải mái đi. Có rất nhiều cách check, nhưng cách đầu tiên đơn giản và cơ bản nhất là mình hãy gọi điện trực tiếp luôn. Còn nếu như các bạn mà đăng tin cái kiểu này có coi được cái video này thì ok, nếu các bạn có đúng cái thông tin y chang như các bạn đăng thì Hiệp cũng sẵn sàng mua. Bởi vì cái mức giá đó Hiệp sẵn sàng đầu tư với cái mức giá đó, với cái vị trí đó, với cái pháp lý nó như vậy. Còn nếu các bạn không có thì các bạn đừng liên hệ với Hiệp, bởi vì khi các bạn thay đổi một trong những cái thông tin đó thì không còn phù hợp với tiêu chí mua, không còn đúng cái tiêu chí đầu tư của Hiệp nữa thì Hiệp sẽ từ chối, Hiệp sẽ không mua. Chứ còn không có đúng sai gì ở đây, Hiệp không bàn các bạn cái chuyện đúng sai, mà Hiệp chỉ chia sẻ những cái kinh nghiệm khi mà đi mua bất động sản cho những cái khán giả của Hiệp, những người yêu quý kênh của Hiệp xem và rút kinh nghiệm cho chính cái bản thân của anh chị để đi mua bất động sản làm sao cho nó hiệu quả cao hơn và nó không mất thời gian của anh chị cũng như của mọi người xung quanh. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video của Hiệp, và nếu có thêm cái sự chia sẻ nào anh chị em có thể comment ở dưới để cho Hiệp biết. Và nếu thấy cái video của Hiệp chia sẻ nó mang lại hữu ích cho anh em thì khuyến khích Hiệp bằng bấm like. Còn anh chị em nào mà chưa có sub thì hãy cho Hiệp một sub nhé. Rồi, tạm biệt anh chị em, hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Bye bye.